Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị dự án 4 căn nhà mới nhất tại thôn Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Với cái 4 căn nhà này thì có 2 căn nhà mặt ngõ, ô tô có thể đỗ cửa thực tế luôn nha mọi người. Và cách với trục đường quốc lộ 6 kia nó chỉ khoảng tầm 100m thôi mọi người ạ. Và với cái vị trí này thì giao thông đi lại rất là thuận tiện cho quý vị nào đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc là đi làm ở khu vực Thanh Oai. Với 4 căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Diện tích từ 35,6 cho tới 39m2. Cụ thể thì có 2 căn mặt ngoài thoáng trước thoáng sau. Thì cái căn nhà này ấy, nó là 39m và căn nhà này nó là 38m nha mọi người. Ngoài sẽ quay lô góc để gửi cho quý vị. Với phần hoàn thiện của ngôi nhà, cửa chính của ngôi nhà là thiết kế cửa cuốn và bên trong là cửa kính với thiết kế 4 tầng xây mới rất là hợp lý nha quý vị. Đây mọi người có thể nhìn tổng quan với ngôi nhà này. Từ vị trí căn nhà này nó đi lên tới ngã ba Ba La Hà Đông, nó chỉ khoảng tầm 3,5 km thôi. Nói chung là nếu như quý vị nào mà đi làm ở khu vực Hà Đông thì khá là hợp lý cho một cái vị trí mà đường to ngõ rộng, ô tô đi qua. Và đây là cái phần thiết kế tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà cũng được hoàn thiện xong hết, chỉnh chu rồi. 4 căn nhà này, 4 quyển sổ đỏ riêng biệt khác nhau. Diện tích thì Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi. Hướng nhà đều là hướng Đông Nam nha mọi người. Đều là hướng Đông Nam. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn. Giá chào bán chỉ từ 2 tỷ 600 triệu đồng. Bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Riêng cái căn nhà lô góc này giá chào bán là 3 tỷ 600 triệu đồng. Và cái lô bên cạnh là 3 tỷ 400 triệu đồng. Với những cái vị trí căn nhà này ấy, thì đi lại thuận tiện và với xuất sắc cho một cái căn nhà mà đường to ngõ rộng gần với lại trục đường quốc lộ 6 mọi người ạ. Tiếp theo, với cái phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà này đã được xong hết rồi. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, gạch lát nền, phần sơn đều hoàn thiện xong. Đây là phần tổng quan tầng 1 của ngôi nhà thiết kế để xe mọi người nhá. Để xe. Với cái căn nhà này ấy, nếu như mà tại vì chủ đầu tư thiết kế là không để hai cái bậc để ô tô vào nhà, nếu như quý vị về mà có thể thay đổi ấy, thì ô tô có thể ô tô nhỏ có thể lùi vào tận trong nhà. Và tầng 1 thì ngoài cái phần để xe ra ấy, thì còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đây đáp ứng cho mọi người về cái sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà này. Vì nó là lô góc cho nên ở đây quý vị có thể nhìn thực tế là có một cái cửa ngách mở ra mở vào rất là thoáng và rất là hút gió nha mọi người. Đây. Mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà thiết kế để xe và phần phòng khách thì tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như sau. Đây là không gian phòng bếp nha mọi người. Cái không gian phòng bếp này nhỏ nhắn tuy nhiên đáp ứng cái công năng sử dụng cho quý vị để được một bộ bàn ăn. Tủ bếp thì hoàn thiện xong hết rồi. Ngay từ đầu video Ngọc Ánh có chia sẻ với mọi người từ vị trí căn nhà này nó cách với trục đường quốc lộ 21 chứ không phải là quốc lộ 6 nha mọi người. Nhiều khi bị nhầm ấy ạ, thì nó khoảng tầm đúng 100m là ra tới trục đường quốc lộ 21B, đi lại cực kỳ thuận tiện. Đó. Hồ sơ điện nước thiết kế đầy đủ hết rồi. Mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp gạch. Với cái không gian bếp này thì đây, quý vị có thể đây, sau này nếu như quý vị về, quý vị có thể lắp thêm một cái tủ đồ ở đây. Và ở đây là cái thiết kế bàn ăn nhỏ nhắn, hợp lý cho một cái không gian gia đình. Và cái sử dụng tối ưu công năng của cái nhà này thì cũng khá là hợp lý mọi người ạ. Tầng 1 để xe và phòng khách. Tầng 2 thiết kế phòng bếp. Đây một phòng vệ sinh. Một phòng ngủ. Đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đây. Bồn cầu thiết kế đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, lavabo bàn đá đây. Đó. Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh thì là thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp và cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà hướng ra mặt ngõ. Căn nhà này hướng nhà Đông Nam cho nên là cũng khá là mát đấy mọi người. Cửa sổ thông thoáng để lấy ánh sáng cũng như là không khí vào trong không gian phòng này. Tất cả gạch lát nền cũng như là cái tông màu chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng nha mọi người. Đó. Đó. Cái vị trí nhà này nó gần với lại chợ Thạch Bích. Rất là gần. Gần với lại cầu Thạch Bích. Cũng như là gần với lại nhà thờ
nhà thờ Thạch Bích ý mọi người ạ. Nếu như quý vị nào mà biết cái khu vực này thì cái căn nhà này mà đi ra đấy thì nó chỉ khoảng tầm 2 đến 300 mét thôi. Rất là tiện. Mời mọi người theo em lên khám phá tiếp theo tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế 2 phòng ngủ thoáng trước sau. Tất cả các phòng ngủ đều rất là rộng mọi người ạ. Với căn nhà này diện tích là 38m2 cho nên tất cả các phòng ngủ cực kỳ thoáng. Và đây là cửa sổ của cái căn phòng bên trong. Tất cả các phòng này thì đều được thiết kế trần thạch cao, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đầy đủ. Đó. Và nó không bị lỗi bất kỳ một cái phong thủy gì nhé mọi người. Đó. Không phải là thóp hậu, không chéo. Cho nên là quý vị kê đồ đạc nó rất là dễ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Như vậy với cái căn nhà này ấy, thì thiết kế 4 tầng. Tầng 1 phòng khách cũng như để xe. Tầng 2 là phòng bếp, 1 phòng ngủ. Tầng 3, 2 phòng ngủ trước sau. Như vậy là đã có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi mọi người ạ. Đây, mở cái cửa sổ này ra này. Mát lắm luôn mọi người ơi, hướng đông nam nữa. Xung quanh vị trí này thì dân cư cực kỳ là đông đúc nha mọi người. 4 căn nhà này thì Ngọc Anh đã chia sẻ với mọi người rồi. Sổ đỏ đầy đủ, riêng biệt 4 căn. Hồ sơ điện nước riêng biệt 4 căn. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay cách với lại trục đường quốc lộ 21B 100m, đi lại giao thông rất là thuận tiện. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3, đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị từng tầng. Đây, khá là rộng luôn mọi người ơi. Đây này, tất cả các phòng vệ sinh đều có cửa sổ thoáng. Nói chung là với một cái căn nhà đường ngõ ô tô như thế này thì cũng khá là hợp lý ở một cái vị trí gần với lại trục đường quốc lộ. Tiếp theo, mời mọi người theo em khám phá tiếp theo nhé, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là tầng 4 của ngôi nhà nha mọi người. Đây là tầng 4, ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cho mình ở đây là một phòng riêng nữa. Quý vị có thể thiết kế phòng thờ, phòng làm việc, hoặc nói chung là có thể thiết kế thêm một phòng ngủ. Cái này tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Và với cái tầng 4 ý, thì chủ đầu tư vẫn thiết kế thêm cho mình ở đây là một phòng vệ sinh nữa nha mọi người. Như vậy căn nhà này 4 phòng vệ sinh. Đây, từ vị trí căn nhà này mà đi lên tới bến xe Yên Nghĩa nó khoảng tầm 6 đến 6,5 km mọi người ạ. Nói chung Ngọc Ánh sẽ áng chừng gần như là cái cung đường nó gần như chuẩn nhất. Nó chỉ có sai lệch một chút thôi để mọi người có thể cân đối cái quãng đường đi cũng như là cái vị trí mà mọi người mong muốn. Cho nên quý vị nào nếu như mà có hỏi là từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới Hoàng Mai, Mỹ Đình các thứ thì mọi người có thể Google Map trực tiếp cái vị trí Ngọc Ánh đang đọc đến cái vị trí mong muốn của mọi người để mọi người có thể tham khảo để biết thêm xem cái vị trí đấy mình đi lại có thuận tiện hay không. Còn hiện tại ở đây là cái phần sân phơi của ngôi nhà rất là thoáng. Cách căn nhà này thoáng trước thoáng sau ấy mọi người. Đấy, xung quanh dân cư đông đúc, vị trí thuận tiện. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái vị trí căn nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Đây, giới thiệu mọi người cái căn ở phía bên trong. Mặt trong của căn nhà này giá đang chào bán là 2 tỷ 600 triệu đồng. Còn hiện tại hai căn mặt trước thì giá cao hơn nha mọi người. Và xin chào mọi người, hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.